Đây là khu vực ngã tư Bảy Hình, nơi có rất nhiều phương tiện lưu thông qua, và phía sau tôi là một nhân viên đang phát tờ rơi. Cứ sau mỗi lần phát tờ rơi thì rác lại nằm rải rác khắp mặt đường. Một người mà phát tờ rơi cho 9 người hay trên 10 người thì 9 người họ bỏ tại chỗ luôn. Sáng tụi em cũng làm vệ sinh rất là ok, coi như là cũng sạch, nhưng mà tụi em cũng phải ở lại chợt lại vì nó cứ xả liên tục. Đối với cái hành vi phát tờ rơi hoặc là dán quảng cáo này đó, thì nhiều khi người ta cũng không nắm bắt cụ thể được cái người mà thuê họ là ai. Đó, hoặc là coi như là người ta cũng có những trường hợp là nhiều khi người ta né tránh.